thì Trang xin cảm ơn quý vị khán giả, quý vị khách mời đã đến đây để mà ủng hộ cho Trang và anh Luật. Thật ra đây là bộ phim đầu tay của hai vợ chồng, cho nên là cũng mất ngủ cả tháng nay rồi. Rất là lo là không biết là bộ phim này khi ra rạp thì khán giả có yêu thích hay không, có thương cái bộ phim và cả ekip hay không. Cho nên hôm nay chị 13 đã được ra rạp. Và giờ run quá không biết nói gì nữa. Nói chung là thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.